xem xử lý một cái hạt cơm ở lòng bàn chân. Đây, chúng ta có thể quan sát thấy một cái hạt cơm lòng bàn chân rất là to. Bạn này rất là yêu bóng đá. Tuy nhiên là với một cái hạt cơm như này thì bạn ấy không thể chơi bóng đá được các bạn ạ. Hạt cơm rất là to. Rất to. Không thể chơi bóng đá được với một hạt cơm này vì nó nằm ở lòng bàn chân. Thứ hai nữa là gì? Nó có hoại tử ở giữa. Và thứ ba là phần sừng rất dày lên xung quanh. Nó giống như một cái giếng ấy. Phía trong này là hoại tử đen. Các bạn nhìn thấy hoại tử đen này. Đấy, còn xung quanh nó là sừng dày sừng hóa lên và nó cứ phát triển rộng ở xung quanh. Cái tình trạng hạt cơm này như tôi chia sẻ rất nhiều lần, đó là nguyên nhân là do virus. Đấy, virus nó gây nên, và con virus này nó có tên gọi là HPV. Và khi mà nó xuất hiện ở vùng chân như này thì thường nó lên những cái tổn thương dày sừng giống như này, và chúng ta gọi là hạt cơm. Trong dân gian thì gọi là mụn cóc. Và cái này nó lây lan rất là mạnh, nhất là những người mà có đi cùng những cái đồ sử dụng chung như là giày hoặc là dép. Và đa số là chúng ta lây do con đường tiếp xúc trực tiếp. Vì thế nó là người nào mà bị hạt cơm thì phải xem lại những người sống quanh mình, ví dụ trong gia đình mình, anh em, bạn bè, những người chơi cùng mình, hoặc là bạn ấy chơi thể thao chẳng hạn, thì xem là mình có đợt nào đấy mình có đi dây của người khác hay không. Đúng, đi dây của người khác cũng có thể sẽ lây cái hạt cơm này. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ xử lý hạt cơm này bằng công nghệ laser. Thì trước tiên cái phần dây sừng này chúng ta sẽ xử lý nó bằng cách là chúng ta nạo phần dây sừng đi. Chúng tôi sẽ nạo phần dây sừng của bạn ấy đi này. Đó, có thể quan sát thấy này. Đấy, cái phần dây sừng này rất là dày. Nó dày. Và các bạn có thể quan sát thấy là khi mà tôi nạo đi thì cái phần giữa ấy, phần dưới này chúng ta nhìn thấy rõ cái phần hoại tử này. Bao giờ cũng thế, nó có hoại tử ở trong. Của bạn này để này thì đúng là khó chịu thật. Nếu mà các bạn mà bị như này thì khi các bạn bước đi thì người ta mô tả nó giống như kiểu là các bạn có dấu đinh ở trong giày. Dấu một cái đinh nhọn ở trong giày. Thực tế thì chả ai đi giấu đinh ở trong giày mình để xong rồi mình đi và nó đau cả. Nhưng đây là gì? Những cái tổn thương này của chúng ta là những cái tổn thương nó xuất hiện do cái quá trình mà phát triển của cái tổ chức virus. Nó gây ra hiện tượng dày sừng ở tất cả các vị trí trong da. Đấy, thì chúng ta sẽ xử lý cái phần dày sừng trước. Quét nó đi, đúng không nhỉ? Sau đó chúng ta sẽ dùng laser. Đấy, chúng ta xử lý cái phần virus còn lại. Các bạn cũng biết rằng là cái công nghệ laser của chúng tôi thì cái nhiệt độ mà khi mà chúng ta điều trị nó lên đến khoảng 3000 độ. Nó rất là cao, vì thế nó sẽ tiêu diệt hoàn toàn cái tổ chức virus ở trong cái phần dây sừng đấy là của các bạn. Đấy, chúng ta có thể quan sát thấy này. Có hoại tử ở trong này. Đấy, tôi nói các bạn không để ý. Bao giờ thế, đấy, chúng ta có thể quan sát thấy. Trong rất là nhiều tổ chức hoại tử đen. Tổ chức hoại tử đen này nó là do cái con virus ấy, nó ăn sâu vào trong da của các bạn, xong nó để lại cái phần dày sừng. Và trong cái phần dày sừng đấy thì nó sẽ có hoại tử. Một số trường hợp có thể bị viêm. Viêm nhiễm rất là nặng. Xong rồi có thể là sẽ gây ra hiện tượng chảy máu nếu mà các bạn hoạt động thể thao mạnh. Thông thường sau khi mà chúng ta xử lý cái tổ chức virus này khỏi cái tổ chức da này rồi ấy, thì các bạn cần phải kiêng thể thao, hoạt động mạnh trong một khoảng thời gian để cho nó đầy lên, để cho nó hồi phục hoàn toàn, thì sau đó các bạn lại trở về hoạt động được bình thường, không khó khăn gì cả, đúng không nhỉ? Đấy, và trong tổ chức virus này thì thường nó rất là dễ có hiện tượng hoại tử chảy máu. Đấy, các bạn có thể quan sát thấy này, rất là dày và cứng nhá. Đó, thấy không? Rất dày và cứng. Đấy, và tổ chức hoại tử của chúng ta thấy ra là nó rất là dày. Đấy, bên trong này thì có cả dịch viêm này. Rất là nhiều dịch viêm. Để xử lý cái này thì các bạn phải đến đúng chuyên ngành của da liễu thì chúng ta mới xử lý được một cách triệt để. Còn nếu các bạn đến chuyên ngành khác thì xử lý nó sẽ bị sai. Ví dụ như các bạn đến chuyên ngành ngoại, đa số các bác sĩ ngoại sẽ cắt nó đi, xong rồi là khâu nó lại. Nhưng đó là một chỉ định sai lầm nha các bạn nhé. Thì tỷ lệ tái phát của cái điều trị ngoại khoa rất cao. Và hơn nữa là các bạn lại phải trải qua một cuộc mổ, đúng không nhỉ? Nếu các bạn để ý thì hôm qua tôi có live stream một trường hợp là phẫu thuật cái hạt cơm này xong rồi tái phát rất là to. Và đó là một điều rất đáng tiếc, tôi nghĩ là như thế. Đấy, chúng ta đã lấy được cái phần hoại tử ra rồi. Rất là nhiều tổ chức dây sừng ở xung quanh này.
dày lắm. Phần bên trong thì hoại tử. Đó. Vậy là chúng ta đã xử lý xong cái phần mà phần dày sừng và phần hoại tử ở trong cái tổ chức virus này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng công nghệ laser để chúng ta đốt cái phần còn lại. Và việc này thì nó cũng sẽ diễn ra một cách rất là bình thường. Nào, bắt đầu nha. Có đau không em? Hơi hơi có cảm giác một tí đúng không? Thường là nó sẽ hơi nóng nóng một tí ở bàn chân. Hơi nóng nóng đúng không? Hơi nóng nóng một tí ạ. Bàn chai của chúng ta cũng không được dũng cảm lắm ạ. Có làm được đâu mà hay. Ok. Gần xong rồi em ơi. Ta thấy rất là nhiều cái phần vệ sinh và hạ tử. Các bạn nếu mà không được xử lý hết thì sau này nó sẽ tái phát. Nên chúng ta phải xử lý hết sạch toàn bộ. Ok, thế là tốt, sắp xong rồi. Xong rồi. Chúng ta phải quan sát thấy là cái phần này đã được xử lý hoàn toàn. Thì cái phần virus đã được biết. Nó để lại một cái tổn thương là than ở vùng tổn thương này, và sau đó thì nó sẽ bong đi. Chúng ta sẽ giữ gìn vệ sinh, không cậy vải. Và phần này sau đó sẽ hồi phục hoàn toàn, đầy luôn hoàn toàn. Đây.